y chúng ta đều có phản cấm. Và thưa quý vị, ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số đến tổng đài 1900 599 971 đến 91 và làm theo các hướng dẫn của tổng đài, thì xin chúc quý vị may mắn. Thưa quý vị và các bạn, và đứng bên cạnh mạnh thường giờ đây, xin được giới thiệu đến quý vị các bạn ca sĩ Hương Thánh. Và trước khi gửi đến quý vị các bạn ca khúc của chương trình ngày hôm nay, cô ca sĩ trên sân khấu hiện nay sẽ có điều đối với quý vị các bạn. Hương Thánh ạ, chúng ta đều biết là Ô ăn.